Xin chào các bạn, tôi là Lizardman. Và hôm nay đến với Express Shop, tôi sẽ mang đến những nét vẽ của cuộc sống đến cho các bạn. Và đây chính là rùa vẽ phương Đông. Nào, đi khám phá thôi. Preview. Rùa vẽ phương Đông là một loài rùa hấp dẫn, lý tưởng cho những người mới bắt đầu. Ngoài rùa vẽ phương Đông, còn có 3 phân loại khác là vẽ phương Tây, vẽ phương Nam và vẽ Trung Du. Chúng được phân bố phổ biến nhất tại Bắc Mỹ. Chúng sống ở các vùng nước ngọt, trải rộng từ miền Nam Canada đến miền Bắc Mexico và từ Đại Tây Dương đến Thái Bình Dương. Kích thước loài này ở con cái trưởng thành khoảng 20-25cm, nhưng con đực lại có kích thước nhỏ hơn con cái. Mai của một con rùa phương Đông có hình bầu dục, dẹt và nhẵn. Da của chúng thì có màu đen hoặc màu ô liu. Chân, đuôi và cổ có sọc màu vàng hoặc đỏ. Đầu cũng có một sọc màu vàng kéo dài về phía sau, bắt đầu từ dưới mắt rùa. Tuổi thọ của chúng khoảng 50 năm. Có thể là không cao bằng các loài rùa khác, nhưng 50 năm cũng là con số quá đủ để cho đời người chúng ta trải nghiệm rồi. Rùa vẽ phương Đông là một vận động viên bơi lội đích thực. Vì vậy, bể của bạn phải đủ lớn để cho chúng thỏa sức bơi lội. Cho dù bạn nuôi rùa trong nhà hay là ngoài, thì một con rùa cũng phải có một không gian đủ lớn để cho chúng có thể tự do bơi lội. Nhưng cũng đừng quên set up trong bể một khu vực cạn để cho chúng có thể phơi mình. Đèn UVA giúp kích thích tiêu hóa, diệt khuẩn và cung cấp nhiệt cho rùa. Đèn UVB thì mô phỏng ánh sáng mặt trời, giúp cho bò sát nói chung và loài rùa nói riêng có thể tổng hợp vitamin D3 và chuyển hóa canxi vào xương. Còn nếu như các bạn nuôi ngoài trời thì sẽ không cần phải dùng đèn sưởi, miễn sao ánh nắng có thể chiếu vào điểm sưởi của rùa là được. Và mình có một khuyến cáo nhỏ dành cho các bạn, tuy bò sát là một loài máu lạnh và cần nhiệt để tiêu hóa thức ăn cũng như là duy trì hoạt động, nhưng khi đủ nhiệt, chúng sẽ vào một chỗ có bóng râm và mát để điều hòa lại cơ thể, giúp cho cơ thể không bị quá nóng. Và nếu như bạn cho bé của bạn phơi nắng và các bạn không để ý, nhất là những lúc trời nắng nóng, chỉ cần từ 1 đến 2 tiếng thôi, và khi bạn quay lại thì có lẽ bé của bạn đã trở thành một cục thịt nướng rồi. Thế nên khi các bạn cho phơi nắng thì các bạn nên để một chỗ có nắng và để một chỗ râm cho chúng ha. Về nhiệt độ thì trung bình môi trường nước rơi vào khoảng 24-30°C và không khí xung quanh nên là 30-35°C ha. Còn về chế độ ăn thì rùa vẽ phương Đông là một loài ăn tạp. Chúng có thể ăn bất kỳ các loại động thực vật như cá, giun và côn trùng, hay các loại rau xanh hoặc lá và thực vật thủy sinh như rau diếp, lục bình và bèo tấm. Ngoài ra cũng có rất nhiều các loại thức ăn khô được đóng gói dành cho rùa và bán tại các shop bò sát. Và đồ khô cũng cung cấp rất nhiều dinh dưỡng và vitamin cho rùa. Các bạn cũng cần phải lên một thực đơn phong phú cho rùa thì rùa nhà bạn mới có thể mạnh khỏe và phát triển tối đa được. Nếu như các bạn thích loài rùa này và muốn mang chúng về nhà mà vẫn chưa biết cách chăm thì vừa rồi là một vài chia sẻ nhỏ của mình dành cho các bạn. Nếu như thích video này thì hãy like, share và ấn nút đăng ký để ủng hộ kênh ha. Và mình sẽ để link Express Shop ở phía dưới phần mô tả dành cho những ai quan tâm. Còn bây giờ thì bye.